tất cả người dân đều phải đeo khẩu trang trong nhà tại thành phố Sydney. Chính phủ Australia vào thứ Bảy 2 tháng 1 đã yêu cầu tất cả người dân cư ngụ tại thành phố Sydney phải đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà, sau khi có thêm 7 người được chẩn đoán lây nhiễm chủng coronavirus mới tương tự như ở Anh và Nam Phi. Thống đốc tiểu bang New South Wales đó là Gladys Berejiklian. Ngoài ra còn cấm tất cả những buổi tiệc tùng khiêu vũ và ca hát. Nhiều hoạt động cũng sẽ bị hạn chế tại phòng tập thể thao, tiệc cưới, giáo đường trên toàn cõi Sydney, Wollongong, Central Coast và Blue Mountains. Lệnh đeo khẩu trang trong nhà sẽ được áp dụng tại các trung tâm mua sắm và dịch vụ giao thông công cộng, chứ không phải nhà dân. Những người vi phạm sẽ phải nộp 200 Úc Kim tiền phạt sau khi lệnh mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 4 tháng 1 sắp tới. Lệnh này sẽ thay thế cho lệnh ở nhà từng được ban hành ở vùng North Beach. Tuy nhiên, cuộc tranh tài cricket giữa đội Úc và Ấn Độ vẫn sẽ diễn ra bình thường, nhưng chỉ có 50% khán giả được tới xem. Sau khi đóng cửa biên giới với New South Wales, tiểu bang Victoria đã ghi nhận thêm 10 ca nhiễm virus mới. Kể từ khi đại dịch bùng phát, ở Úc đã có hơn 28.450 người xét nghiệm dương tính và 909 người đã tử vong.